Chào mừng tất cả quý anh chị khách. Vậy là nửa đầu tháng 9 năm 2022 đã đi qua rồi. Trong clip mới nhất ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật bảng giá mới nhất của những ngày nửa cuối tháng 9 năm 2022. Nào, để bắt đầu thì có lẽ rằng là cái chương trình hay nhất trong tháng 9 này sẽ đến từ chiếc Toyota Vios. Khi mà Toyota Việt Nam đưa ra gói chương trình an tâm cầm lái thoải mái Vivu. Với chương trình này thì áp dụng từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Khi mà anh chị mua xe Vios bản G, ECVT cũng như là 1.5e số sàn sẽ được tặng trực tiếp ngay 1 năm bảo hiểm thân vỏ gói vàng. Cùng với đó một gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng sẽ bao gồm là vè che mưa, bơm lốp Toyota cũng như là chiếc camera Toyota hành trình chính hãng. Tổng hai phần quà giá trị lên đến 32 triệu đồng. Không chỉ có vậy đâu ạ. Mua xe trong dịp này từ phía đại lý có sẽ còn trừ trực tiếp bằng tiền mặt cũng như là tặng thêm những gói phụ kiện tùy chọn khác. Con số cũng lên đến hơn 30 triệu nữa. Vậy là chúng ta có tổng hơn 60 triệu đồng. Hơn 60 triệu đồng cho chương trình khuyến mại của Vios. Vios sẽ có mức giá từ 478 triệu đồng đến 542 cũng như là 592 triệu đồng cho 3 phiên bản. Còn đến với dòng 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc Toyota Veloz Cross, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trang bị động cơ 1.5 hộp số CVT vô cấp, có đến 7 chỗ ngồi. Ngoài ra ở phiên bản cao cấp còn trang bị hệ thống Toyota City Sense cho khả năng cảnh báo lệch làn, tiền va chạm, phanh tự động. Với mức giá niêm yết chỉ từ 658 triệu đồng cho 1.5 CVT hay 1.5 top có mức giá là 698 triệu đồng. Nếu mua Veloz trong tháng 9 năm 2022, cả hai phiên bản của chúng ta sẽ sẵn hàng giao ngay với 5 màu sắc như màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu bạc hay màu bạc tím. Mua xe trong tháng 9 này thì Veloz sẽ được trừ trực tiếp bằng tiền mặt, tặng bảo hiểm và phụ kiện. Con số khuyến mại cũng lên đến hơn 20 triệu đồng rồi. Quá ấn tượng luôn đúng không ạ? Còn người em, nó chính là chiếc Toyota Avanza, cũng đang sẵn xe đủ màu để giao ngay. Avanza sẽ có mức giá từ 558 triệu đồng cho số sàn cũng như 598 triệu đồng cho phiên bản số tự động. Hãy nhanh tay gọi ngay hotline bên dưới để nhận chương trình khuyến mại. Chúng ta đến với chiếc Corolla Altis. Altis ở thế hệ mới 2022 thì lần đầu tiên là chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Vậy là Toyota Altis sẽ có 3 tùy chọn, mức giá niêm yết từ 719 triệu đồng đến 765 triệu đồng. Với phiên bản 765 1.8V sẽ trang bị thêm công nghệ Toyota City Sense. Phía bên phải màn hình anh chị đang nhìn thấy đó. Mức giá của phiên bản Hybrid sẽ là 860 triệu đồng. Cũng là một cái chương trình cực ấn tượng khi mà mua xe trong tháng 9 2022. Toyota Altis sẽ nằm trong chương trình khuyến mại trừ trực tiếp bằng tiền mặt, tặng những cái gói bảo hiểm và phụ kiện. Con số khuyến mại cũng lên đến hơn 40 triệu đồng. Đây là một chiếc Altis 1.8V. Đến với đó thì chúng ta còn có người Anh, đó chính là chiếc Toyota Camry. Ở Camry ở thế hệ mới 2022 thì có đến 4 tùy chọn, mức giá sẽ từ 1 tỷ 070 triệu đến 1 tỷ 460 triệu đồng cho 4 tùy chọn. Cũng sẵn hàng để giao ngay, đặc biệt nhất là khuyến mại cho phiên bản 2.0G, trừ trực tiếp bằng tiền mặt, bảo hiểm phụ kiện, con số cũng lên đến vài chục triệu đồng. Các phiên bản khác thì chi tiết là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Đây là tổng quan ở trong showroom. Chúng ta có một chiếc xe nữa, đó chính là chiếc Toyota Ray. Nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây là Toyota Ray. Toyota Ray thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, dòng SUV, gầm cao, 5 chỗ ngồi, mức giá chỉ có từ 547 triệu đồng. Chúng tôi đang sẵn hàng để giao rất sớm cho anh chị trong những ngày tháng 9 như thế này. Xe có rất nhiều màu sắc lựa chọn như màu trắng, trắng nóc đen, vàng nóc đen, xanh nóc đen, đỏ hay đỏ nóc đen và màu đen. Rất ấn tượng đúng không ạ? Còn một dòng xe SUV 7 chỗ ngồi gầm cao Toyota Fortuner. Fortuner ở thế hệ mới 2022 có đến 7 tùy chọn để chúng ta có thể lựa chọn.
Mức giá niêm yết sẽ chỉ từ 1 tỷ 015 triệu đồng cho chiếc 2.4 số sàn đến phiên bản Legend 2.8 trước mặt anh chị ở đây. Cao cấp nhất sẽ là 1 tỷ 459 triệu đồng. Cả 7 tùy chọn này thì chúng ta có 2 tùy chọn về máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc, rất ấn tượng luôn. Sẵn hàng đủ màu để giao ngay, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn, trừ trực tiếp bằng tiền mặt và tặng phụ kiện. Hay ngắm nhìn một chiếc Veloz vừa được bấm biển xong, biển 86, rất đẹp luôn đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật tiếp các dòng xe tiếp theo nào. Ta Corolla Cross luôn hot nhất thị trường, mà trong tháng 9 này lại đang sẵn xe đủ màu và giao ngay, kèm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, rất tuyệt vời luôn ạ. Cross 1.8G có mức giá niêm yết chỉ từ 746 triệu đồng, hay phiên bản 1.8V mức giá niêm yết chỉ từ 846 triệu đồng và phiên bản 1.8 Hybrid chỉ từ 936 triệu đồng. Sẵn xe đủ màu giao ngay kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Còn một phiên bản cao cấp hơn dòng sedan hạng D, Toyota Camry. Camry nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có đến 4 tùy chọn. Mức giá niêm yết chỉ từ 1 tỷ 070 triệu đồng cho phiên bản 2.0G, trong khi đó 2.0Q là 1 tỷ 185, hay 2.5Q 1 tỷ 370 và 2.5 Hybrid chỉ từ 1 tỷ 460 triệu đồng. Là chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc Camry ở thế hệ mới năm 2022 rồi. Ngoài ra thì trong tháng 9 2022 này, chúng ta còn cập nhật thêm những dòng xe như thế nào ạ? Đó chính là dòng xe Toyota Fortuner. Fortuner lần này sẽ được nâng cấp mới với 7 tùy chọn, rất nhiều công nghệ hiện đại cao cấp. Fortuner chúng ta chia ra hai dòng, dòng máy dầu và máy xăng. Máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, 2.7 một cầu mức giá là 1 tỷ 187 triệu đồng, hay 2 cầu 2.7 1 tỷ 277 triệu đồng. Về máy dầu, số sàn chỉ có giá từ 1 tỷ 015 triệu đồng đến phiên bản số tự động 2.4 1 tỷ 107 và 2.4 Legender 1 tỷ 248. Còn phiên bản 2.8 2 cầu tích hợp cả công nghệ Toyota Citizen có mức giá niêm yết chỉ từ 1 tỷ 423 triệu đồng cho phiên bản 2.8 AT và phiên bản 2.8 Legender là 1 tỷ 459 triệu đồng. Đó chính là về phần bảng giá của Fortuner. Sẵn xe trong tháng 9 này anh chị nhé. Fortuner tháng 9 này vừa có khuyến mại bằng tiền mặt này, tặng phụ kiện này và sẵn xe để đủ màu giao ngay cho anh chị. Chúng ta đến với một chiếc Innova 7 đến 8 chỗ ngồi dòng MPV cao cấp. Mức giá niêm yết chỉ từ 755 triệu đồng cho phiên bản 2.0 và chúng ta có phiên bản cao nhất là 995 triệu đồng. Văn Hội sẽ show lên trên màn hình cả 4 phiên bản để anh chị có thể tùy chọn phiên bản nào phù hợp với anh chị. Một dòng hatchback thì sao nào? Hatchback là Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mức lật giá là 684 triệu đồng trong tháng 9, cũng đang sẵn xe đủ màu để giao luôn cho anh chị, kèm nhiều khuyến mại cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì chúng ta còn cập nhật thêm những dòng cao cấp nào nữa nào? Đó chính là chiếc Toyota Prado. Prado nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, động cơ 2.7 máy xăng dẫn động 2 cầu toàn thời gian, mức giá niêm yết là 2 tỷ 588 triệu đồng. Và chắc chắn rồi, những màu trắng ngọc trai sẽ có mức giá 2 tỷ 599 triệu đồng. Sẵn xe để giao luôn trong tháng 9 cho anh chị. Và chiếc Land Cruiser 4 tỷ 100 triệu đồng, màu trắng ngọc trai sẽ là 4 tỷ 111 triệu đồng. Sẵn xe đủ màu để giao sớm cho anh chị. Hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ cùng quý anh chị hàng. Nào, chúng ta còn cập nhật thêm những dòng xe nào nữa? Đó chính là chiếc Toyota Alphard. Alphard dòng xe cực kỳ là cao cấp Boeing mặt đất, mức giá 4 tỷ 280 triệu đồng, đang nhận những đơn đặt hàng để giao sớm. Hay chiếc Toyota Grand Via 9 chỗ ngồi, mức giá là 3 tỷ 072 triệu đồng, cũng sẵn xe đủ màu để giao sớm. Và Hiace 1 tỷ 176 triệu đồng cho dòng 15 chỗ ngồi. Chúng ta còn cập nhật thêm như WeGo từ 352 triệu đồng, hay Route 634 triệu đồng, hay Hilux chỉ từ 628 triệu đồng. Những model này cụ thể ra làm sao? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Và chúng ta đã cập nhật gần như là đủ tất cả các dòng xe trong tháng 9 năm 2022 rồi, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi hấp dẫn nhất sẽ đến từ chiếc Vios, Altis, Veloz và sẵn xe giao sớm như Ray, Cross, Fortuner, Innova. Tuyệt vời đúng không ạ?
Anh chị một lần nữa hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Và nhân dịp trong tháng 9 đón đại lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, một lần nữa Văn Hội xin kính chúc toàn thể quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe, luôn luôn lái xe an toàn. Kính mong quý anh chị hàng hãy bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể những video về bảng giá chương trình khuyến mại nào. Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.